truyền tích thứ 92, chuỗi hạt mân côi với Đức Mẹ La Salletta. Phải nói, có rất ít người nghe biết về sự lạ Đức Mẹ đã hiện ra tại La Salletta, nước Pháp. Nếu đem so sánh sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại La Salletta mà so sánh với sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức hay ở Fatima thì thực sự cũng không thua kém gì. Tại La Salletta, Đức Mẹ còn đưa ra 36 điềm báo cho hai em thụ khải. 36 điềm báo này còn quan trọng hơn cả ba mệnh lệnh Fatima. Thực thế, vì theo cha Antwerper, người có trách nhiệm trình lên công đồng Vatican cứu xét, tác giả đã nhắc lại những gì Đức Mẹ đã nói với hai em Maximin và Melania tại La Salette năm 1864. Mệnh lệnh La Salette đã được các đức giáo hoàng Pio thứ 9 và Leo thứ 13 truyền dạy phải được phổ biến khắp nơi. Mệnh lệnh Fatima chỉ là thi hành mệnh lệnh mà Đức Mẹ đã phán bảo tại La Salette. Vậy La Salette là gì và ở đâu mà lại có liên quan đến chuỗi hạt mân côi? Sự tích như sau. Ngày 19 tháng 9 năm 1846, khi các tu sĩ đang hát kinh tại nhà thờ, đến câu "Ôi, lên đáng thay những dòng nước mắt của mẹ", thì trên đỉnh núi La Salette nước Pháp, gần dãy núi Alpes, thì Đức Mẹ hiện ra với hai em chăn chiên Melania và Maximin. Đức Mẹ vừa nói vừa khóc: "Khốn cho nhân loại, Chúa sắp nổi cơn giận dữ, giáng xuống trần gian bao nhiêu tai họa. Chúa ruồng bỏ loài người và đổ hình phạt liên tiếp xuống trong 35 năm. Melania đã tiết lộ trước khi qua đời rằng, từ khi hiện ra đến lúc biến đi, Đức Mẹ chỉ khóc nức nở. Những giọt lệ từ trên gò má lăn xuống lấp lánh như những viên ngọc. Trong dịp này, Đức Mẹ đầy tình âu yếm nhắn nhủ người ta biết sống cầu nguyện, đang lần chuỗi mân côi, thánh hóa các ngày lễ trọng và chủ nhật. Đức Mẹ còn cảnh cáo nghiêm khắc những lời nói thô bỉ tục tiểu. Ở vùng La Salette này, nằm giữa dãy núi Alpes, dân chúng nghèo nàn, làm nghề chăn nuôi bò cừu. Hai em thả đàn cừu đi uống nước dưới suối, rồi tìm ghế ngồi nghỉ. Khi trở về chỗ cũ, hai em thấy một bò lửa sáng rực, rồi hiện ra một bà xinh đẹp ngồi ngay trên ghế đá. Bà tỳ khỉu tay lên đầu gối, hơi nghiêng mình về phía trước, có vẻ buồn sầu vô hạn. Các em sợ quá, định lùi lại, nhưng bà đứng lên bảo các em: "Các con đừng sợ, hãy đến đây với ta." Bà nói, nếu người ta không chịu cải thiện đời sống, ta không còn cách nào ngăn cản cánh tay cong thẳng của con ta được. Ta không bỏ các con, nhưng trái lại, chúng con không làm như vậy. Những kẻ đau thương cũng không biết đến ta, chỉ kêu ca, nguyền rủa. Mùa màng hoa màu hư hỏng là tại các con. Hai con phải năng đọc kinh sáng tối, lần chuỗi hạt mân côi kính ta. Sau cùng, Đức Mẹ bảo các em truyền bá cho người ta những điều Đức Mẹ dạy. Ngày nay, phong cảnh ở đây rất sầm uất, là một trung tâm hành hương không kém. Lộ Đức, sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở La Salette đã được giáo quyền chấp nhận là có thật. Ngày 19 tháng 9 năm 1851, Đức Giám mục Terrilia đã long trọng tuyên bố: "Ta xét rằng sự kiện Đức Mẹ hiện ra với hai trẻ một đồng ngày 19 tháng 9 năm 1846 trên dãy núi Alpes có tất cả những đặc tính chân lý. Giáo dân hãy tin đấy là sự thật. Hội thánh đã đặt một kinh kính Đức Mẹ La Salette như sau: Lạy nữ vương La Salette, mẹ thật sự là mẹ thương khó. Xin mẹ hãy nhớ đến những giọt nước mắt mà mẹ đã đổ ra vì chúng con trên núi Calavario. Mẹ hãy nhớ đến những nỗi đau khổ mẹ phải chịu vì chúng con, để cứu chúng con trước tòa công thẳng của Chúa. Bây giờ, sau khi đã ban ơn cho con cái mẹ muôn vàn ơn phúc, mẹ có thể rời bỏ chúng con được không?
hoàn toàn tin tưởng ở lòng từ bi và sự an ủi của mẹ. Chúng con chạy đến sấp mình dưới chân mẹ, dù rằng chúng con là kẻ vô ơn tội lỗi. Ở nữ đồng trinh nay thương xót, xin cho bỏ lời chúng con. Xin cho chúng con được ăn năn trở lại với Chúa, với mẹ. Xin làm cho chúng con được kính yêu tôn thờ Chúa Giêsu trên hết mọi sự. Để đẹp lòng mẹ, chúng con sẽ quyết sống đạo đức thánh thiện, năng lần chuỗi mân côi kính đức mẹ. Hầu ngày sau, chúng con được xem thấy mặt Chúa và đức mẹ đời đời. Amen. Lời bàn, đó là sự tích Đức Mẹ La Salette mà ít khi chúng ta nói đến. Sự tích La Salette có rất cả những điều bí mật cũng như những điều bí mật ở Fatima mà Linh Mục Astolfer đã đệ trình Công đồng Vatican cứu xét. 36 điềm báo đã được ghi chép trong nguyên văn cuốn sách Học thuyết Trinh nữ Maria, trang 372. Có một điều đặc biệt là tại La Salette, Đức Mẹ cũng khuyên bảo hai em năng lần chuỗi mân côi thì sẽ được mùa màng, khoai lang sẽ trở nên tốt tươi vì ở vùng này đất đai khô cằn cho nên người ta thèm cả từng củ khoai lang.